Mối quan hệ giữa Dragon và Roger, hai nhân vật nguy hiểm nhất trên thế giới. Trong thế giới One Piece của chúng ta có một vấn đề rất nan giải mà chỉ fan cứng mới nhận ra. Đó là con cái không hâm mộ cha mẹ, không theo nghiệp tổ tiên mà thay vào đó lại muốn noi gương ông hàng xóm. Chúng ta có thể kể đến như là Yamato muốn làm ô đen này, A đi theo dâu trắng, vân vân và mây mây. Cũng theo mô típ ấy sẽ ra sao nếu như mà Dragon, con trai của anh hải quân Gáp, từng là đệ tử hoặc bạn bè gì đó của Roger, vua hải tặc. Nghe thì ảo ma Lazada, nhưng mà nếu như mà nghĩ kỹ lại nha, việc đó có rất nhiều bằng chứng anh em ạ. Vậy cụ thể thì những bằng chứng ấy là gì và mối quan hệ giữa hai kẻ nguy hiểm nhất thế giới này ra sao? Hôm nay mời anh em hãy cùng ngồi lại với Sam Soi để cùng tìm hiểu nhá. Ấn một like lên tinh thần và get go thế nào. Trận chiến Edward. Như anh em đã biết, Edward là trận hải chiến đã đi vào lịch sử với việc băng Roger quét tan cả một hạm đội vài chục chiến thuyền của Shiki. Có một điểm rất đáng chú ý rằng, thật ra Roger thì không phải là người đã đánh bại số lượng áp đảo ấy, mà là một cơn bão. Cơ mà mình vẫn thắc mắc là đang sóng yên biển lặng như thế tại sao lại có bão nhỉ? Mà cho dù là có bão đi chăng nữa, chẳng lẽ Shiki không được thông báo trước hay sao? Ông thì cũng là đại thuyền trưởng có rất nhiều hoa tiêu mà. Ngoài ra nữa, vì sao cơn bão khổng lồ như vậy mà chỉ chăm chăm tấn công vào hạm đội của Shiki, chứ băng Roger ấy cũng chẳng xây xát gì? Chỉ có một đáp án duy nhất cho những thắc mắc ấy thôi, chính là cơn bão khổng lồ này được một người nào đó tạo ra, và kẻ ấy thì phải là đồng minh của Roger. Trong One Piece từ trước đến nay, rất hiếm người có thể điều khiển được thời tiết. Nami và những ông lão trên đảo thời tiết cùng lắm là chỉ thay đổi được một vùng mà thôi. Trong khi ấy, tạo ra được cơn bão lớn lại nằm ở đẳng cấp hoàn toàn khác biệt. Và anh em có nhớ ra gì chưa nào? Chính là cách đây 2 năm, Luffy khi mà bị Smoker lấy hàng nóng ghim vào đầu, xém tí nữa đã ăn cơm nhà nước ấy, thì Dragon đã xuất hiện và giải nguy cho cả bọn bằng một cơn bão lớn thổi khắp Lock Town. Thậm chí trong phân cảnh cứu Sabo, chúng ta có thấy ông bước trên những ngọn gió giống như cơn đẩu vân của Tôn Ngộ Không vậy. Tức là mình muốn nói rằng nha, cơn bão bí ẩn năm ấy tỷ lệ rất cao là do Dragon tạo ra. Còn nếu anh em vẫn lăn tăn về vấn đề độ tuổi thì đây, Dragon năm nay 55 tuổi, còn Edward thì diễn ra cách đây khoảng 27 năm trước. Tức là vào lúc ấy ông già của Luffy khoảng 28 tuổi, độ tuổi đỉnh cao của phong độ. Cơ mà chưa đâu, anh em bình tĩnh nha, mọi thứ vẫn chưa kết thúc đâu. Mình còn tự hỏi thêm một điều nữa là tại sao ngay từ đầu ấy, Roger đã muốn rời khỏi trận chiến càng nhanh càng tốt, nhưng cơn bão đã mất một khoảng thời gian khá lâu thì mới xuất hiện nhờ. Tức là chúng ta sẽ có giả thuyết tổng thể như thế này đây nhá. Theo lời của Shiki, trong trận chiến Edward, Roger sau khi mà trở thành vua hải tặc đã tìm được một vũ khí siêu cấp VIP Pro, gì đó đến mức mà có thể cùng hắn thống trị thế giới cơ. Trước khi gặp Shiki, Roger đã cho đón Dragon lên tàu. Thậm chí biết đâu chừng Dragon còn ở trên tàu ngay từ đầu và chứng kiến bí mật của One Piece luôn. Ban đầu khi mà trận chiến nổ ra ấy, Roger nghĩ mình có thể dựa vào sức mạnh của bản thân để cân cản lò nhà sư tử vàng. Nhưng vì số lượng kẻ thù quá đông, ông chịu nổi, chưa chắc các thành viên khác thì cũng chịu nổi, nên buộc Roger phải đưa ra một phương án, chính là để Dragon sở hữu thứ vũ khí bí mật mà mình nhắc đến bên trên. Bởi vì ông nhìn thấy thằng con trai của Gáp sẽ là giúp ích cho sự trở lại của tộc đi, và xét về mọi mặt thì cũng hoàn toàn xứng đáng mà. Ban đầu Dragon có lẽ sẽ ngại ngùng từ chối, nhưng mà sau khi nhận một vài lời thuyết phục thì cho con xin. Và đúng như anh em chúng ta đang nghĩ đấy, thứ vũ khí này ban cho người dùng khả năng điều khiển thời tiết, tạo ra mưa bão, lũ, sấm sét các kiểu, thậm chí là tác động lên nước biển luôn. Cho nên ngay lập tức Shiki đã thua sấp mặt và trở thành con gà trống như hiện tại đấy. Về phần Dragon, ông thì cũng trở thành người sở hữu sức mạnh tối thượng từ đó luôn. Trên tất cả, nếu như Dragon là người nắm giữ khả năng điều khiển thời tiết, thì 99% ông thì chính là kẻ có vết bỏng đi trên con tàu đen đang nắm giữ phiến polyp cuối cùng. Anh em nào cũng nghĩ được như vậy thì ấn một like bên dưới cho mình biết nha. Khi mà Roger bị hành quyết thì sao nhở? Sau khi tự nộp mình cho chính phủ và bị tử hình tại Lock Town, các thành viên băng Roger đều đau khổ. Nhưng mà thú vị thay, có 5 kẻ đã xuất hiện một cách vô cùng ấn tượng. Lần lượt là Mihawk, Crocodile, Moria, Doflamingo và Dragon.
Trong đó nét mặt của Dragon đáng chú ý nhất nhá. Nó giống như là có một chút tức giận này, một chút không cam tâm, một chút buồn bã. Nói chung là cau có khó chịu nhưng ánh mắt lại đầy sự quyết tâm anh em ạ. Vậy ông thực sự đang nghĩ cái gì? Mình cho rằng ấy, Dragon tiếc cho một người vĩ đại như Roger khi mà không thể bước tiếp con đường tìm ra sự thật của thế giới và tự hứa với lòng là sẽ thay thế vua hải tặc làm điều ấy. Ngoài ra vào thời khắc ấy, bố của Luffy cũng chưa có hình xăm trên mặt nhá, mà hình xăm thì luôn được các fan tin rằng là đại diện cho việc ông đang làm đấy. Nên tóm cái vế lại, chúng ta cũng có thể nói chỉ sau khi mà Roger bị tử hình, Dragon mới khắc hình xăm lên mặt với một lời khẳng định rằng ông sẽ thay thế vua hải tặc, trở thành người dẫn đầu cho tộc đi. Và đúng như câu nói của Roger, có 3 điều chưa và sẽ không bao giờ dừng lại, chính là ý chí của kẻ được kế thừa, giấc mơ của một người đàn ông và dòng thời gian. Chừng nào con người còn tiếp tục tìm kiếm câu trả lời cho sự tự do, những điều này sẽ không bao giờ dừng lại. Lần đầu gặp nhau, có một sự thật ít người để ý rằng Gap từ trước đến nay luôn than phiền về việc Luffy và Ace không trở thành hải quân. Tuy nhiên, ông chưa một lần nói về Dragon giống như vậy nhá. Tức là tỷ lệ cao, chú rồng ấy thì đã từng trở thành hải quân rồi, nhưng mà quyết định là từ chức. Ngoài ra, quan sát kỹ trận chiến Marineford, chúng ta cũng có thể thấy rằng Akainu ban đầu chỉ nhắm vào dâu trắng và Ace. Tuy nhiên sau khi mà nghe tin Luffy là con trai của Dragon thì hắn quay ngoắt 180 độ sang để tấn công cậu. Đồng ý rằng đối với chính phủ thế giới, dòng máu Dragon là dòng máu ác quỷ, nhưng mà phản ứng của Akainu là vô cùng đáng ngờ nhá. Rất có thể rằng thứ mà chó đỏ đang làm ấy không phải nhiệm vụ mà là thù riêng. Nếu anh em vẫn chưa hiểu thì mình mạnh dạn đặt ra một giả thuyết luôn. Đó là ngày xưa Dragon từng là hải quân, thậm chí là một hải quân cực mạnh. Khi ấy ông có thể là đàn anh hoặc người huấn luyện cho Akainu và đương nhiên cũng là idol lớn nhất lòng hắn rồi. Nhưng rồi một ngày chú rồng lại quyết định từ bỏ hải quân, để lại một dấu chấm hỏi rất lớn trong lòng chó đỏ, và dần dần dấu hỏi ấy biến mất và trở thành thù hận. Vậy câu hỏi đặt ra là điều gì đã ảnh hưởng đến Dragon buộc ông phải thay đổi tư tưởng? Thứ nhất, Dragon là một người có tư tưởng công lý rất tốt, nắm quyền hành càng cao thì càng dễ nhìn ra sự mất dạy của chính phủ thế giới, cho nên ông quyết định là không phục vụ chúng nữa. Thứ hai, trong quá trình làm việc của mình, chú rồng đã vô tình tìm ra được một phần lịch sử của thế giới và biết được một người có chữ đi trong tên thì cần phải làm những gì. Và thứ ba, chính là cuộc gặp mặt giữa Dragon và Roger. Để cho dễ hình dung, cuộc gặp mặt này của họ giống như là Yamato và Oden vậy. Vậy cụ thể mình nghĩ đến diễn biến thì sẽ như sau nhá. Trong một cuộc truy quét của hải quân, ngôi sao mới nổi Dragon đã không tự lượng sức mình mà lao lên đòi cân cả lò nhà Roger, và cái kết là bị lão quật cho vỡ alo. Tuy nhiên vua hải tặc đã không làm hại gì, thậm chí nhìn vào cách chiến đấu và nét mặt ông thì còn nhận ra rằng đây là con trai của Gap. Ban đầu thì có lẽ là không phục, nhưng mà sau đó Dragon đã được nghe về sự thật của thế giới này, tội ác của chính phủ thế giới, tất tần tật mọi thứ. Thậm chí chú rồng thì cũng nhận ra rằng Roger là một người đàn ông vĩ đại, chứ cũng không phải là một tên hải tặc tàn bạo như những gì mà ông đã từng nghi ngờ đâu. Cái kết là từ một hải quân trẻ tuổi đầy tiềm năng, con trai Gap bị đồng hóa bởi ông hàng xóm và trở thành tội phạm. Chú rồng đã dành một vài năm để đi khắp thế giới như là một hải tặc và tìm hiểu về sự thật. Sau đó thì ông quen biết được những người cùng chí hướng như là Kuma này, Ivankov, rồi tái xuất hiện tại biến cố God Valley. Nếu giả thuyết bên trên là đúng, Gap thì có lẽ là người đàn ông bất hạnh nhất trên thế giới này, vì có mỗi thằng con trai và một thằng cháu thì nó lại chạy đi hâm mộ kẻ thù lớn nhất đời ông. Nghĩ cũng tội mà thôi anh em ạ, cũng kệ thôi. Giá mà tên phim đổi thành Vua Hải Quân thì mọi chuyện đã khác rồi. Người canh giữ Polyp. Trước khi mà về với bình nguyên vô tận, có lẽ Roger đều giao cho những người đồng đội của mình một nhiệm vụ. Chúng ta có thể kể đến Zayli chờ đợi đứa trẻ của lời tiên tri và huấn luyện cho nó, Xanh giữ cân bằng cho thế giới, Crocus canh giữ tại cửa ngõ vào đại hải trình, và đặc biệt nhất là Bucky đảm nhận vai trò tấu hài giúp thế giới luôn có nhiều tiếng cười. À, mình đùa thôi nhá. Quay trở lại với các nhiệm vụ ấy, nếu Dragon là một người thân thiết trên tàu thì chắc chắn ông thì cũng sẽ nhận được một yêu cầu từ Roger. Thậm chí với vận mệnh quan trọng của chữ đi trong tên nhá, bố Luffy còn phải là người nắm giữ nhiệm vụ quan trọng nhất, đó là canh giữ phiến Polyp cuối cùng.
Trước đây phiến cổ ngữ này thì từng được đặt tại Hải Lâm thuộc đảo Mới Cá. Tuy nhiên sau khi mà Roger lên ngôi vua hải tặc ấy thì nó biến mất từ lúc nào cũng chẳng ai hay biết cả. Có hai giả thuyết cho việc này. Thứ nhất, nó đã được người dân đảo Mới Cá cất giấu để tránh bị các hải tặc quấy nhiễu. Nhưng mà giả thuyết thứ hai thì lại hấp dẫn hơn, đó là nó đã được Dragon mang đi. Như mình đã nói ở phần trên ấy, chú rồng tỷ lệ rất cao là kẻ có vết bỏng mà băng dâu đen hay là Kit nhắc tới. Ông có liên hệ với Roger nên sẽ dễ dàng đến đảo Người Cá và lấy nó đi và trở thành người canh giữ phiến cổ ngữ cuối cùng. Có nhiều mục đích cho hành động này, ví dụ như để bảo vệ đảo Người Cá không bị chính phủ dòm ngó này, ngăn chặn những tên hải tặc không xứng đáng, hoặc ít nhất là Roger muốn tạo thêm độ khó cho người kế nhiệm của ông. Nhưng mà người tính thì không bằng trời tính nha. Người kế thừa ý chí của vua hải tặc thú vị thay lại là chính thằng nhãi con của Dragon luôn, chứ cũng không phải là A. Và anh em đã thấy đấy, việc Dragon canh giữ phiến polyp cuối cùng thì đang thực sự phát huy được tác dụng rồi. Rất nhiều kẻ từng muốn tiếp cận nhưng mà đều thất bại dưới sức mạnh của ông. Thậm chí đến cả chính quyền thế giới cũng không có cách nào có thể phá bĩnh được nhá. Vậy liệu khi mà gặp lại nhau, Dragon có mang nó cho con trai mình luôn hay không? Hay là cần phải trải qua một biến cố gì khác? Theo mình thì cần phải trải qua khó khăn anh em ạ. Chứ Dragon dễ dàng mang ra rồi Luffy lên ngôi vua hải tặc thì từ nay One Piece đổi tên thành sinh ra làm con ông cháu cha, tôi trở thành vua hải tặc lúc nào không hay luôn đấy chứ. Và rồi đến đây thì video ngày hôm nay cũng đã kết thúc rồi. Nếu anh em thấy hay thì đừng quên ấn cho mình một like, một đăng ký kênh nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với góc bình luận thôi nào. Đầu tiên là bạn Tuấn Tài. Em muốn nói điều này nhưng mà không biết có quá xàm không. Nhưng nếu Katakuri và Smoothie là người yêu của nhau thì sao? Katakuri và Smoothie là anh em cùng cha khác mẹ nha. Nếu là thời đại phong kiến hoặc là trước phong kiến thì họ có thể yêu nhau. Nhưng mà giờ thì no bạn nhá. Tiếp theo là bạn cơ sở In Nhung. Cho em hỏi trái ác quỷ nếu bọc Haki rồi thì có thức tỉnh liền không anh? Phương pháp đó thì còn ảo hơn phim tàu khựa nữa bạn ạ. Thức tỉnh trái ác quỷ thì cần rất nhiều thứ mà đến hiện tại chúng ta vẫn chưa biết rõ bản chất của nó là gì cơ mà. Rồi và cuối cùng là bạn Tứ Hoàng Thanh Long Kaido. Hello anh xăm soi. Ủa Kaido? Tưởng đâu ngỏm rồi, ai dè thì vẫn còn sống để xem video của xăm soi. Vậy thì phải lên TV ngay rồi luôn thôi nào. Vậy anh em có ý kiến hay câu hỏi gì muốn đặt ra cho xăm soi không nào? Nếu có nha, đừng quên comment bên dưới để mình bế anh em lên TV nha. Ngoài ra thì cũng đừng quên ấn một like với đăng ký kênh và bắp tinh thần cho thuyền trưởng xăm soi nha. Cảm ơn sự đồng hành của mọi người và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo vào ngày mai nha.